Đầu tiên là cái hoạt động của con người là sẽ làm cho mất cái môi trường của lấy cái môi trường của cái động vật đấy, một loài động vật nào đấy, tổn hại môi trường. Phá hủy với môi trường Kiểu thôi. sống của nói rõ hơn đi, là các hoạt động của con người như kiểu chặt phá rừng hoặc là sử dụng các chất độc kiểu thuốc trừ sâu này kia đấy, nó ảnh hưởng đến môi trường đất các thứ thì động vật sẽ tuyệt chủng, kiểu có khi có thể là chúng nó sẽ ăn phải những cái thức ăn độc hại đấy vô tình thôi hoặc thế nào đó. Giải pháp là sử dụng năng lượng sạch hoặc là sử dụng các biện pháp, ví dụ như là nếu mà trồng thực phẩm hay gì đấy thì sẽ sử dụng các phương pháp sạch hơn kiểu vậy, suy nghĩ thế thì à, một ý nữa bọn mình có thể nói là đặc biệt là cái săn bắn động vật hoang dã vì các mục đích của cá nhân kiểu chữa bệnh hoặc là kiểu chỉ nói chung là để thỏa bày mãn làm nội thất này kia cũng thế, thì bày giải pháp của nó tất nhiên là sẽ thắt chặt pháp luật xong rồi gọi xử phạt nặng tay hoặc thế nào đấy và em mọi người À, chắc là thêm một lý do nữa về hành động của con người ở trên và tác động của con người về biển thì nhất là đủ dầu tràn thân, tức là thải với cả rác thải nữa nên là làm cho chất lượng môi trường biển đi xuống nên nhiều con vật trở nên tuyệt chủng. Giải pháp là chúng ta có thể kiểu như là tuyên truyền cho mọi người về cái sự về cái sự gây hại của những cái hành động mà con người gây hại lên đất và biển, có thể đấy, có thể khiến cho những loài động vật tuyệt chủng, có gì tuyên truyền mọi người về cái hại đấy để mọi người hiểu thêm, mọi người kiểu có thể nhận thức được cái vấn đề. Em nghĩ là solution đấy. Với lại là cần phục hồi môi trường cho những loại động vật bị nghe đấy, phục hồi môi trường. Nếu là thế thì có phải mình nên trình bày như nào lý do một đoạn và giải pháp một đoạn, sau đấy trong mỗi đoạn thì vẫn tiếp tục chúng ta chia thành hai ý à? Vâng, lý do một đoạn, tắt một đoạn. Hay là mình nếu mà ý là nếu mà chị muốn trình bày kiểu mình sẽ nói Đang rõ xem là này. sẽ có hai hoạt động xong rồi một cái nói luôn lý do và giải pháp đi kèm thì sao, kiểu như vừa từ nãy Anh giờ bọn mình đều trình bày như thế. kiểu như là chị muốn đầu tiên là lý do, xong rồi chị trình bày luôn cái giải pháp cho nó. Ừ kiểu đấy được không, hay là nói chung nó có hai cách, một cách bổ rồng một cách bổ ngang. Đấy, cũng được, em nghĩ là cũng được.
Bây giờ sắp xếp ID anh chị. Ok. Nó trở mạnh mẽ lên. Bây giờ mình viết một đoạn lý do, một đoạn là giải pháp, hay là viết lý do với giải pháp cùng nhau? Đoạn lý do, một đoạn giải pháp đấy nó nghe liền hơn, chứ giờ nói lý do nói giải pháp nó hơi cụt, hơi cách hơn tí. Bây giờ quan trọng là sắp xếp idea đã. Okay. Là viết đoạn lý do xong rồi đoạn giải pháp đúng không? Ok, bắt đầu đoạn lý do này. Idea 1 là những hành động của con người phá hoại môi trường sống của động vật đúng không? Có nên cho idea 1 là online, idea 2 là in scene. Thì đất liền vừa nãy có mấy idea là chặt phá rừng, săn bắn gì nữa. Chắc hai cái đấy sẽ đáng để nói nhất. Săn bắt trái phép. Còn trên biển như nãy Hồng nói thì sẽ là xả thải. Và mình có thể lấy cái ví dụ của nhà máy Fumosa hồi trước, hoặc là cái tin tức gần đây nhất thì là Nhật Bản xả thải khí ấy đúng không? Đúng rồi. Nước phóng xạ Rồi. đã qua xử Ra lý. môi trường biển. Đó thì sẽ lấy sản xuất nào thì mọi người sẽ thảo luận cùng nhau. Nó nâng cao lên trước nhé. Thì cái ý gốc đầu tiên của cái online thì sẽ là ý nghĩ là nói săn bắn sẽ dễ hơn. Tôi nghĩ là nói săn bắn sẽ dễ hơn. Thì tại sao nó tuyệt chủng là vì các động vật quý hiếm nó sẽ có giá trị về mặt kiểu gọi là sao nhỉ? Bởi vì nó Gì quý mà ấy. chết? Ừ, nhưng thì phải nhiều người sẽ sử dụng nó như để phục vụ mục đích cho gì kiểu tài chính, Chúc lạc. kiểu mấy con gấu trúc này kia Mấy con tê giác xinh đẹp. đó thì dẫn đến nạn săn bắn, sau đó thì mới ắc lên là bởi vì nạn săn kiểu người ta có nhu cầu và cũng săn bắn nhiều cho nên là nó sẽ dần trở nên tuyệt chủng. Thế idea 1 là săn bắn đúng không? Do con người săn bắn. Kiểu supporting idea là gì thì cần mọi người bàn luận thêm, tại tôi cũng không chắc được mấy của tôi.
Thì câu idea chắc sẽ là ý là do con người săn bắt trái phép khiến các động vật quý hiếm kiểu dần dần biến mất. Sau đấy thì chúng ta sẽ có khoảng 2 câu để giải thích ý, mọi người có ý kiến gì không? Nhóm trưởng nói gì đi. Yeah, nói chuyện bình thường. Ừ, thì mọi người phải nói. Yeah. Nói đâu rồi nhỉ, em vừa em nốt ý. Supporting idea cho cái ý thứ nhất là săn bắt trái phép. Thì như chị vừa nói là cái động vật quý hiếm này nó mang nhiều giá trị về vật chất này đúng không? Xong rồi nó còn có mang giá trị về mặt thẩm mỹ đâu không nhỉ? Người ta lấy người ta chỉ như kiểu ấy, kiểu như là giải trí các kiểu. Tim phân lạc. Người ta lấy sừng tê giác các kiểu về. Chữa bệnh. Tưởng chữa được bệnh. Vì sao nhỏ? Vì nhận thức. Vì một vài người kiểu mấy cái đấy như kiểu thể hiện là người ta giàu có các kiểu ấy. Không biết nói thế nào nữa. Có nhà mình có cái đồ động vật quý hiếm. Bởi vì nó quý hiếm nên là những cái bộ phận hoặc là những cái thuộc về nó thì sẽ bị Em làm cái những kẻ gọi là kiểu trục lợi. như con ý support thứ hai. phương hai là thì các hành động này phá rừng, xả thải ra nước biển làm tổn hại môi trường của các sinh vật. Mình nói về dưới biển cho nó Nói cả hai cái luôn được cả hai. à, bảo là hoạt động của con người ở biển đây là đấy. Nói làm xả các chất độc hại chưa qua xử lý vào môi trường biển. Không, mình có thể nói rõ hơn. Nhà máy Sự xả thải bừa bãi của con người làm gọi là gì? Môi trường của động vật kiểu động thực vật bị dần